Alo. Chị, em đã phát hiện ra nơi thằng Kim đang trốn. Ở đâu? Có canh gác cẩn mật không? Tình hình nó ra sao? Khỏe hay là vẫn đang nằm? Dạ, nó ở... Em thấy phía trước có rất ít người canh gác, chỉ một hai người là cùng. Còn thằng đó thì nó khỏe rồi. Nó ngồi được, nói chuyện được. Có gì em sẽ gửi ảnh cho chị xem. Chết mẹ rồi. Có khi nào nó khai hết chứ công an rồi không? Dạ, để em coi. Mẹ nó, thằng chó đó còn sống. Nhưng mà em biết chỗ của nó rồi. Chị thì thằng đó chết chắc rồi. Lần này em sẽ dành kế hoạch thuận kỹ, không để cho nó thoát lần thứ hai đâu. Anh hứa là anh sẽ giúp em. Bây giờ tiếp cận được thằng đó khó hơn lên trời. Nó được tụi công an chăm sóc kỹ, đừng có mơ mà động vào nó. Có khi là một cái bẫy. À mà thôi, chuyện này anh cứ để cho em tính. Lúc nào cần em sẽ nhắn. Nhờ anh sao? Được, em cứ lo đi. Nhưng mà còn chị này, hàng bây giờ đang rất khan hiếm, chúng ta ngừng cung cấp đã lâu. Anh sợ là các mối hàng sẽ bỏ chúng ta. Thằng nào dám tranh giành với băng mình? Việc này em đã có bàn với chị hai. Có lẽ chúng ta sẽ tính tới phương án sử dụng chiết xuất chất tiền ma túy để có thể lắp vào lỗ hổng đó. Em quá là cánh tay mặt của chị hai. Anh hãy xây dựng cơ sở, mà nhớ là phải cho kín đáo. Bọn cơm nó thích mũi lắm, dùng nhiều phương thức che giấu để giao hàng trót lọt, giao cho bọn khác làm. Đừng để chúng dính dáng hay là biết mặt chúng ta. Anh nhờ em hỗ trợ xây dựng vệ tinh. Ok, em sẽ cho thành lập các đại lý giao hàng để làm bình phong. Alo. Dạ chị ơi, em lấy lại được toàn bộ hồ sơ của công ty thời đại cho chị rồi. À, bây giờ em đưa qua cho chị nha. Tốt lắm. Nhưng đừng đem qua đây, sẽ bị lộ đó. Chị sẽ cho người ta lấy. Dạ, vậy còn còn được rồi. Chị sẽ cho chuyển tiền vào tài khoản của em liền. Đừng lo. Dạ em cảm ơn chị. Chị còn cần em giúp gì nữa không? Tham gì bỏ gì. Hiện giờ thì chưa, nhưng có chắc chắn chị sẽ nhờ em. Thôi vậy nha. Dạ em cảm ơn chị.
sốt cao quá. Con về rồi hả? Dạ. Nhưng con phải đi rồi. Chào nghỉ ngơi nha. Con đừng đi. Cha cần con chăm sóc. Con đừng đi. Con đừng đi. Con đừng đi. Ủa, sao có chạm giấy lỡ? Nhân viên vẫn làm việc bình thường như mọi ngày. Sao mình cảm thấy không được thoải mái khi ngồi vào chỗ làm việc chứ? Hình như là có ai lục lọi hồ sơ không vậy? Hồ sơ của công ty Thời Đại đâu? Có khả năng ai đó đã dòm ngó hồ sơ của mình rồi. Phải cảnh giác mới được. Mời vào. Dạ thưa sếp, bản báo cáo tổng hợp của phòng đây ạ. Được rồi, cô cứ để lại, lát nữa tôi xem. Chào sếp. À, cô Phượng. Dạ. Thường thì mỗi buổi sáng ai vào phòng làm việc mình sớm nhất? Chắc hắn phát hiện được gì rồi, phải gấp lửa bỏ tay cười. Dạ, mọi bữa thì em không biết. Nhưng sáng nay lúc em vào đã thấy Phụng và Diệp có mặt. Có gì gì không sếp? À không, cô cứ lo làm việc đi. Dạ em chào sếp. Phòng 9. À anh Quân, ổ khóa của phòng tôi bị hỏng. Anh cho người tới thay ngay giúp tôi. Ừ. 2 tỷ. Trân trọng thông báo sếp đã thay ổ khóa rồi, từ nay yên tâm nha. Ok. Mừng muốn chết, đỡ mất công vô sớm canh hê. Canh hoa. 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 Dạ. Mà em công nhận số 2 chị sướng. Đời mà, ông trời định sẵn rồi. Số cực là cực à. Phải rồi, số em cực, phải thức khuya dậy sớm. Hai con mắt bầm đen luôn nè, canh me gần chết luôn à. Mà em nói nghe nè, mấy bữa vô cơ quan sớm quá, không có ai hết trơn á, vắng que à, rợn cả người luôn á. Ngó cái tướng vậy á mà sợ ma. Vậy mới nói tướng ngon cơm vậy đó mà sợ ma. Cái tướng không có liên quan đến vấn đề sợ ma hết ha. Á xin chào. Nhưng mà ủa lâu mới gặp vậy. Ê bạn chị á, thôi không giỡn. Mới đi ngang qua thôi, kìa. Sai rồi đó. Sai rồi đó, em không có sợ ma. Ok. Em nói cho mấy tỷ biết vậy đó. Ê ê. Hả? Làm việc đi. Nó tới kìa. Xong báo cáo chưa?
Phương hỏi ai vậy? Yến, xong báo cáo chưa? Khốn hồn, hơi nãy giờ chị gọi em á hả? Em không có biết. Em tưởng chị nói chuyện với ai chứ. Báo cáo của Yến xong chưa? Trời ơi, giọng chị Phượng nghe ngọt quá à. 30 phút nữa em xong, em sẽ nộp liền nha. Xong nộp liền, cho Phượng báo cáo nha. Dạ. Báo cáo của tôi đã xong lâu rồi. Dám nói trọng với Yến cô nương này à? Từ đó sao rồi? Ê, kẻ cắp gặp tài về. Đại gì vậy? Mày đang quan coi. Đại ca. Cái thằng này ma đuổi mày hả? Hay là chạy nhà? Đại ca. Dạ. Tới giờ của mày rồi đó. Từ từ nói. Dạ. Không có gấp gáp gì hết á. Dạ. Cái vụ gì? Tao phát hiện vụ gì? Em phát hiện con nhỏ đối diện kho hàng mình. Nó là công an đại ca. Mày nói sao? Có chắc là vậy không? Chắc. Đại ca nghe nó nói rồi đó. Mày nói thật chứ? Dạ. Tuấn. Hả? Dạ. Mày chết cho tao nghe coi. Dạ. Tao mà điên lên là nó chết với tao đó. Đại ca đừng có la nó. Nó sợ là nó cầm luôn đó đại ca. Em á, dịch từ đây tới tối cũng xong hả? Mày phát hiện cái gì? Thằng sẹo á, bạn tao á, nó nói từng bị nhỏ đó bắt lên đồn công an rồi thẩm vấn nó. Đại ca, nó nói là bạn của nó từng bị con nhỏ đó với một thằng công an thẩm vấn. Đúng luôn. Trời ơi mày. Mày dịch như vậy mày cũng dịch nữa hả? Con nhỏ đó là nhỏ nào? Ôi dạ. Nói gì cũng nói nữa hả? Con nhỏ đó là nhỏ nào? Con nhỏ là liên. Bà thật cơ. Chết cái gì? À, nó thích cho mệt mệt. Mẹ đó. Mày trời ơi. Mày chửi tao hả? Dạ không. Em chửi con nhỏ đó. Thằng Hải nói là con liên quán bà ba. Đối diện kho hàng mình đó là công an. Đúng. Mày biết vậy là tụi nó theo chỗ kho hàng đúng rồi. Mai mà mình khi cảnh giác kêu mình được lớp bộ gì không thì tôi tụi nó luôn. Tụi bây giờ đi theo tao thúc quá của mày đó chứ mày. Mày đỡ. Dạ. Tụi mày định làm loạn hả? Hả? Ờ. Thường ngày đầu óc của mày sáng suốt lắm mà. Tao mới cho mày làm quân sư một ngày. Dạ. Tại sao mày cũng vậy? Dạ. Xuống tụi nó đốt vàng của mũ đó. Để con mày hốt kho hàng của tao à. Đúng. Mày bỏ cái tập cà lâm đi nha. Nếu không mày tới số với tao. Dạ đại ca. Mày giỏi lắm. Không còn dám cà lâm nữa hả? Dạ. Em sợ quá em hết cà lâm rồi đại ca. Đi kêu thằng số đi cho tao. Dạ. Em đi đại ca. Dạ. Quái lạ, sao dạo này tự nhiên mình nhớ nó? Nó vẫn là đứa con gái ngoan và hiếu thảo, rất tốt, phải rất tốt, không được quên đối thủ hay thằng con, không được dao động. Nó là kẻ thù. Có chuyện gì? Cơ sở Đồng Nai đã xong phần thô đại ca. Tốt, cứ vậy mà làm. Kinh phí chỉ còn một ít, nhưng đến phần hoàn thiện sẽ rất khúc.
để báo để đại ca chuẩn bị. Được, ta sẽ chuyển kinh phí cho đệ sớm. Đệ cũng mong đại ca sắp xếp về đây một chuyến. Được rồi, để tao tính xem. Đại ca, có quà vừa gửi tới. Ừ. Alo, tao nghe đây. Đại ca, đại ca cho gọi em hả? Chuyện tao giao mày điều tra gia đình thằng công an đó, mày làm đến đâu rồi? Dạ, đã có kết quả rồi. Tốt, tốt lắm. Mà tại sao chưa gửi về đây cho tao? Để đã cho người đem tới cho đại ca rồi mà. Nè, tao hỏi, thông tin có chính xác không? Đại ca biết để làm việc như thế nào mà. Để không bao giờ nói khi chưa có bằng chứng đâu. Tốt, tốt lắm. Dạ đại ca. Dạ, quà của báo đen gửi đại ca. Quà của chú đã tới rồi đây. Cảm ơn chú. À, mà chú có giữ lại một bộ khác để giao cho Minh Thùy không? Dạ có thưa đại ca. Tốt lắm. À, đây nè chị. Dạ, chị ngồi đi. Có chuyện gì vậy? Dạ, ông chủ gửi cho chị tập hồ sơ rất quan trọng. Vậy hả? Dạ. Kiểu gì ạ? Dạ, như chị cũng thấy giấy tờ nhà đất anh hai đã nhờ em sang tên. Giờ em đã làm xong rồi, nên em gửi lại cho chị. Chị có tí việc phải đi ngay, khỏi cần đi em. Dạ. Anh hai giận gì nữa? Dạ không, nói chị nghe, ông chủ sẽ có chỉ thị trực tiếp đến chị ba. Ba em, chị đi trước nha em. Dạ. Chào chị. Gọi Minh Thùy cho tao. Dạ. Alo. Là cha đây. Dạ, con nghe thưa cha. Con nhận được quà chưa? Dạ, con vừa nhận được rồi cha. Tốt lắm, đưa nó cho Nhật Linh.
cha sẽ trực tiếp bắt nó thi hành lệnh trả thù ngay lập tức. Nhưng... Nè, mày liệu hồn? Định cãi lời tao hả? Dạ, con không dám. Ý con là nếu thi hành lệnh trong lúc này sẽ không thuận lợi, vì anh em trong băng đang bị tấn công trên mọi hướng, công an giăng lưới khắp nơi cha. Đồ ngu, mày không thấy đó chính là tao đang thả thính hả? Dạ, ý cha là con không hiểu à? Tất cả đều do tao đang tung hỏa một, mày hiểu không? Đám công an sẽ không biết tao đang muốn làm gì, vì đó chính là lúc tao ra tay, hay nói đúng hơn là con Nhật Linh ra tay. Dạ, con hiểu rồi. Cha thật là cao tay. Còn nhiệm vụ của con là gì? Nhớ thì quên. Dạ, con nhớ ạ. Con đã tìm được chỗ thằng Kim đang điều trị, con sẽ ra tay cho nó đêm nay. Đồ ngu, đó không phải là việc của mày lúc này. Dừng tất cả những việc đó lại. Ta nhắc lại cho con nhớ, nhiệm vụ của con bây giờ là phải theo sát con Nhật Linh, giết nó ngay khi nó hoàn thành nhiệm vụ. Còn nếu nó không thực hiện được, ta phải báo về và chờ chỉ thị mới, nghe chưa? Dạ, con nhớ rồi thưa cha. Họ không phải là cha con ruột, cháu hãy ra lệnh giết Nhật Linh. Đại ca có lịch, lập tức sử tụ công an đang theo dõi khoa học. Nhớ, không được để chết người. Quỷ hết, xem anh chàng Dũng lấy gì uy hiếp mình nữa. Cha, con nghe cha ơi. Con đã nhận được món quà mà cha gửi cho con chưa? Dạ rồi cha. Tốt, giờ báo thù của hai anh trai con đã tới. Cha à, chuyện đã qua rồi, sao cha cứ... Con hãy nhìn chị ảnh hai anh con đi. Hai anh con đang ở đâu? Chừng nào mà chưa trả được thù thì chừng đó cha chưa thể nhắm mắt được. Sao cha cứ phải ép con giết người như vậy? Trời ơi, con không muốn cha à. Cha không khỏe hả cha?
Cha, cha không thể chờ được lâu nữa đâu con. Nếu con không làm ngay, cha sẽ chết không nhắm mắt. Cha, cha. Sĩ quan công an nhìn rất đẹp trai đó chứ. Mình có quen người này chứ? Sao mình có lòng dám không biết đứng như vậy? Mình gặp người phụ nữ ở trong buồn nhà thôi. Con dùng cái này. Xin lỗi cô đến con gái tôi à? Tôi tưởng là nó. Dạ, bác, không có gì đâu ạ. Tại sao bác gái đó lại sững sờ cái tiếng mình? Thì ra họ là người một nhà, nhưng tại sao mình lại có cảm giác thân thiết với họ đến như vậy? Mình với Hồng là hai chị em. Nếu không dạ đại ca. Ê, quên rồi, về nhậu coi ha. Bữa nay tụi bay ăn giống gì mà chê nhậu vậy hả? Đại ca đập điện thoại em không tiếc, nhưng mà mấy mèo cưng của em ở trong đây không mà, kệ em đó. Ghê em trong đó không á, đại ca coi đi. Mày á, chó nó còn chê, mày đặt bồ bịch hả mày? Đại ca không tin em thì thôi, em nói thiệt á, mèo của em không đó, đại ca coi kỹ đi. Đó, đẹp không? Đại ca thấy đẹp không? Mấy đứa trong hình này mà là bồ của mày, chắc là má nhà nó chôn ngay chuồng trâu đó. Ê, mày chửi thầm tao đó hả? Dạ, đâu có đâu đại ca. Ý em nói là mấy con ghệ em thiệt mà. Mấy con ghệ của em đó. Đó, con ghệ em gọi tới đó. Để em nghe đại ca. Rồi, thông cảm với đại ca. Alo, mèo kinh của anh hả? Rồi, chút xíu nữa anh ghé. Anh đang bận, anh đang có việc gấp. Nữa này đại ca.
nè, nữa nè, con mèo nữa nè, đại ca thấy không? Alo, sao vậy cưng? Mèo con của anh có việc bận rồi. Không, anh thề đó, anh đang cài. Anh phải cài mới có tiền cho mèo con đi shopping chứ. Hả? Được rồi, tối anh về anh đền cho. Hả? Bye cưng. Cái gì vậy? Mèo nữa đại ca. Anh nghe mèo con. Sao hả? Nè. Mày nghe điện thoại đến sáng luôn hả? Anh đang bận. Thôi anh gọi lại sau nha. Nha, đừng giận. Xin lỗi đại ca. Mấy con mèo của em á, nó làm em cuốn lên hết trơn á. Đại ca còn dám chê em là chó không thèm nữa không? Phải nói là tao phục mày. Hả? Đại ca, không có việc gì giao cho tụi em. Đứa nào đứa nấy ngứa tay ngứa chân hết trơn rồi đại ca. Ăn ở không kiểu này chắc tụi em điên luôn quá. Đúng rồi đại ca. Có chuyện gì giao tụi em làm đi, chứ ở không chán quá đại ca. Vậy chứ không có chuyện gì giao cho tụi bay. Tao kêu tụi bay mua mồi nhậu về làm gì? Nếu như tụi bay không làm thì thôi, tao kêu đám khác làm gì. Em làm đại ca. Đại ca. Đại ca, đại ca đừng giận mà đại ca. Cho em làm đi đại ca. Để tụi em làm đi đại ca. Mày lo đi mua đồ nhậu đi. Đi. Dạ dạ dạ. Nè. Dạ. Đi nè. Dạ dạ dạ. Em đi mua liền đại ca. Mục tiêu đây, mày xem cho kỹ vào. Hai đứa này đang định mò kho hàng, báo hại tao phải co giò co cẳng đi tìm kho hàng mới. Mày phải nhớ, Phục ở đoạn đường vắng, đập hai đứa đó thật mạnh tay cho tao. Nhưng mà nhớ, không được để nó chết. Rõ chưa? Dạ, em biết rồi đại ca. Alo. Là cha đây. Dạ cha. Cha có khỏe không? Con à, cha nhớ con, cho nên cha mới gọi. Cha, giọng của cha sao vậy? Bầu cha bệnh hả? Cũng cả tuần nay rồi, cha ăn uống không được tốt. Cha, hay là con về với cha nha, con nhớ cha lắm. Nè, đừng có trẻ con.
Cha, con nhớ cha thiệt mà. Cha. Con phải thực hiện ngay tâm niệm của cha. Không thì cha chết không nhắm mắt. Cha. Giác bất an lắm con à. Vậy cho má ngồi dựa vô. Em đi vô lấy đồ cấp cứu nha. Ừ. Không sao đâu con. Má ngồi yên đi, đợi con. Má, má đừng có làm con sợ nha. Con nghĩ là má lên tăng xong rồi đó. Để con khám cho má nha. Lấy nước. Huyết áp vẫn bình thường. Anh thấy nhói ở ngực hả? Cảm giác ba thấy mệt trong tim. Hít thở thật sâu giùm con nha. Nhịp tim vẫn ổn định mà. Má uống miếng nước đi má. Má còn mệt không má? Má. Má đỡ rồi. Đỡ mệt rồi con. Tuy là con khám không thấy gì bất thường cả, nhưng mà hôm nay má nên nghỉ sớm. Tối nay con sẽ ngủ với má. Đẹp đi đâu đó. Ừ? Đưa đây. Anh đang làm gì vậy? Thêm dễ thương, anh tính hỏi tên đó mà. Trả đây. Mày mày đừng có làm gì. Tôi lấy điện thoại nó kêu gọi nó đây ca. Ai tụi mày dám kêu người hả? Xử lý cho tao. Ủa? Mày ơi.